Bình nọng thương tiếp giúp văn họp bài tài lam của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khỏa thiếp lý đạp hối quá nghị quyết đề nghị có phần bại phường của thị xã Phổ Yên và có phần thành phố Phổ Yên này cùng lẻ giám bay nâng trang bại giường khoái hỏi phần thành phố Khảo Pi Long Xuyên Nhị Liếp Hà của cấp ủy chính quyền và thuận thầy bại cẩn dân dấu trang thị xã Phổ Yên và lè cúc co lẻ hợp Phổ Yên tiếp nèm hát đây bại giường lè có phần thành phố cải quảng nâng leo chân trừ sáu bại mòn đại đại tạt óc và có tỷ lệ có phấn xuân khoái mưa tăng có hết kim và tài thuốc tẩy lỏng cần dân của bại tỷ phương sở sản thuê lé và của tỉnh Thái Nguyên phối quảng. Lăng phử hết đây đo mười tiêu chuẩn tiêu chí lê có phần thành phố trực thuộc quốc tỉnh. Việc eo ý kiến của cần dân này là việc hát nâng, leo hát và chân cả cần diếu và lẽ hết để đây mà nhiệm vụ này thì xã phổ yên cũng đã có phần bãi lớp tập huấn hử bại cần giữa ban chỉ đạo của cấp xã cấp phường và tổ chức âu ý kiến của cần dân khe nhất tim mưa cách việt và cách việt phiếu đảm bảo chất trừ sáu quy định cho tỷ lệ cả hư tiếp bếp xã phường giữa trang địa bàn để tạp biển đây mở bài sự cần diếu đảm bảo hợp việc tổ chức âu ý kiến lè hát đẩy đây đo và chào đại dưỡng nhất liêm lung trang cần dân Hồng Tiến cũng đã đồng thành mời công tác cả hát và có phần ban chỉ đạo, khe hát kế hoạch và cả thân bài sọn và quá ngoài tiệm lấy bao khỏi hăn, cần dân giúp này nhất thêm chân cạn hùng. Xe 6 xã Hồng Tiến, bếp xã Nhàng Tèo, Dũ Trang, Lộ Trình, Lè, Có Phần Phường của thị xã Phổ Yên cũng đang tổ chức phần công việc ao ý kiến của cần dân. 6 long giường tỉ Lè, Có Phần Phường của thị xã và Có Phần, thành phố Phổ Yên. Nhà tài sáu bài xạ Bảng Tây của thị xã và khí Lý Phường, Đồng Tiến, Bãi Bông, Ba Hàng và Đắc Sơn nhong nắm giữ trang lộ trình khe có bẩn phường. Vì phận tan ao ý kiến của cẩn dân, mưa việc có phần thành phố Phổ Yên. Mình khi phí tổ ao ý kiến và lăng bừa có phần song ban chỉ đạo cùng đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ và bài tổ là mình nhiệm vụ tuyên truyền vận động cẩn dân. Bác khỏi cho cả hôn lim vừa thị xã đã khiến thành phố và bài tiêu chí le tài lung. Rượt khỏi cục bệnh cả bài cần dân lè xay đẩy hưởng tứ bài tiêu chí tỷ. Mưa phung giường của sáng, thị xã Phổ Yên phần thành phố lẻ cần dân giúp bài xã phường lẻ xay hòm khảo hết và bài cần dân lẻ xay nhất lim lung, lăng bừa, chính quyền tỷ phuông, hay có ban ao bại cầm phối cả. Nhờ hết đây công tác tuyên truyền, mưa dường đây của việc hát đề án tảng có thành phố Phổ Yên, thân thuần thải cần dân dấu trang địa bàn. Vì bận thuần thải bại cần dân của thị xã Phổ Yên, xài mì cách nằm nghị đây đo và xài mì bại cầm cạ khẩu đề án, và một tỷ hữu han tỷ lệ cần dân nhất lim có phần bại phường và có phần thành phố phổ yên lề đại tỉnh cầu lip Vân bát này lề mòn lề hử hội đồng nhân dân tỉnh nhất lim thông qua đề nghị có phần bại phường của thị xã phổ yên và có phần thành phố phổ yên một hỏi tiếp nèm để khảo thêm đầu tư mở cơ sở hạ tầng hay tắp ính để mở ngờ thưởng của đô thị thành Long và tổ chức bộ máy chính quyền tứ thị xã gần thành phố. hấp bình thư lê hử hạp sáu vuông giường của bên cả ngờ thưởng trong thị cản này hay tập ính đây ngờ hưởng của cần dân máy cạ nhàng mì lai vẫn việc lèo hát tò sáu giường quyết liêm khung của tặng hệ thống chính trị dấu trang địa bàn thị xã phổ yên xây giường khẩu liêm trả giường đây nhất của bài cấp bãi ngành của tỉnh và việc có phần thành phố phổ yên trang lì tóm nà cũng đang tương giám đại hát và chân trừ là đô thị cài quảng của tỉnh thái nguyên